Và kính thưa toàn thể quý vị, hồi trống đã vang lên đánh dấu một mùa hè 2024 thật sự vui tươi, bổ ích với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Anh Đức. Xưa tan đến đâu, ta cần mời cho con tim ta thêm yêu đời. Tìm về nơi không gian bao la, lắng nghe thanh âm bên trong ta. Đắm say cùng mùa hè để ta thêm thiệt thai. Một nơi một cơn mưa đâu. Mọi điều phiền lo, ta bay vào một vùng chỉ tự do, hãy đắm chìm vào mùa hè tuyệt vời.